Chiều nay, đồng chí Phạm Quang Ngọc, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã đi kiểm tra công tác giải phóng mặt bằng dự án xây dựng tuyến đường Đinh Tiên Hoàng giai đoạn 2 và dự án xây dựng kênh kết hợp đường Vạn Hạnh. Cùng đi có đồng chí Nguyễn Cao Sơn, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, lãnh đạo thành phố Ninh Bình, huyện Hoa Lư, ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh. Dự án xây dựng tuyến đường Đinh Tiên Hoàng giai đoạn 2 có tổng mức đầu tư trên 906 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách tỉnh, đây là tuyến đường mới được xây dựng kết hợp với tuyến đường Bái Đính – Kim Sơn khi đi vào sử dụng sẽ mở rộng không gian đô thị cũng như tuyến giao thông Đông Bắc – thành phố Ninh Bình, góp phần khai thác tốt tiềm năng du lịch của tỉnh. Tuyến đường có chiều dài 3,8 km từ nút giao đường Vạn Hạnh đến đường Bái Đính – Kim Sơn. Hiện nay dự án đang triển khai thi công theo đúng kế hoạch cấp vốn. Lũy kế bố trí vốn đến thời điểm này đạt 232 tỷ đồng, đạt 25,5% tổng mức đầu tư, Tổng giá trị giải ngân đạt 172 tỷ đồng, đạt hơn 74%. Khó khăn lớn nhất hiện nay là công tác giải phóng mặt bằng dự án còn chậm, số hộ dân cần bố trí tái định cư lớn. Bên cạnh đó, tiến độ thực hiện dự án kéo dài làm tăng chi phí giải phóng mặt bằng theo thời gian, nguy cơ làm tăng tổng mức đầu tư nếu bố trí vốn chậm. Đối với dự án xây dựng kênh kết hợp đường vận hành giai đoạn 1 có tổng mức đầu tư hơn 840 tỷ đồng, thời gian thực hiện từ năm 2015 đến năm 2023. Công trình được khởi công từ tháng 7 năm 2016, đến nay giá trị khối lượng xây lắp hoàn thành đạt 389 tỷ đồng. Về công tác giải phóng mặt bằng dự án đã cơ bản hoàn thành, chỉ còn một số vị trí vướng mắc do một số hộ chưa đồng thuận với phương án đền bù, hỗ trợ giải phóng mặt bằng và chưa hoàn thành phương án tái định cư. Qua kiểm tra thực tế tại công trường, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phạm Quang Ngọc đánh giá cao nỗ lực của chủ đầu tư dự án và các địa phương trong quá trình triển khai thực hiện đồng chí khẳng định đây là những công trình dự án có ý nghĩa hết sức quan trọng trong quá trình xây dựng và phát triển của tỉnh do vậy cần tập trung triển khai đồng bộ quyết liệt các giải pháp để đảm bảo tiến độ của công trình dự án theo kế hoạch trước mắt cần tiếp tục hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng tại một số điểm mà dự án đi qua đẩy mạnh công tác tuyên truyền để người dân hiểu được mục đích ý nghĩa của dự án tạo sự đồng thuận để tự nguyện chấp hành việc giải phóng mặt bằng trên cơ sở đảm bảo hài hòa giữa lợi ích của người dân và nhà nước trong tháng 10, Ủy ban nhân dân thành phố Ninh Bình đẩy nhanh và hoàn thành việc giải phóng mặt bằng tại vị trí nút giao giữa đường Vạn Hạnh và đường Đinh Tiên Hoàng. Ủy ban nhân dân huyện Hoa Lư tập trung hoàn thành công tác lập quy hoạch chi tiết để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt khu tái định cư và giải phóng mặt bằng đoạn cuối làng La Phù đến cuối tuyến giao thông đê sông đáy để đảm bảo có mặt bằng sạch cho nhà thầu triển khai thi công dự án. Đối với những đề xuất kiến nghị của chủ đầu tư dự án và các địa phương, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các bên phối hợp lập báo cáo gửi về Ủy ban nhân dân tỉnh để có giải pháp chỉ đạo tháo gỡ kịp thời những khó khăn vướng mắc trong quá trình thi công dự án.